Đấy, được chưa? Nào, để Yên chị xem nào. Đấy, ui, đẹp đấy. Đấy, thích chưa? Ôi, thích cực luôn, lấp la lấp lánh, sướng sướng không, sướng không? Chị... Làm sao? Làm cho em một đôi đi mà. Mạng Yên chị đang phải làm việc của chị. Em đang nghỉ chị đấy, làm cho em một đôi mang tay đi mà. Một đôi thôi nhá. Bây giờ thích làm hình gì nào? Em thích làm hình giật nữa. Trời ơi, cái này chị đang định chị làm để chị đeo đây. Em không thấy chị đang run đây à? Hả? Run là sao? Làm có phải đơn giản đâu, làm một cái là được đâu. Phải uốn nắn nó để cho nó được chứ. Đây nha, em thích hai màu này đúng không? Dạ. Để chị trộn hai màu vào nhau nó mới đủ. Cái hộp này bé tí bé tẹo, làm cho em một cái này xong là hết cả hộp của chị luôn ấy, em có biết không? Thì sao được chứ? Trời ơi. Chị biết là em thích như này lắm không? Chị biết, chị đợt trước chị cũng đã hứa với em là chị sẽ làm cho em. Nhưng mà tại chị nhiều việc quá, chị không thể làm được. Bây giờ rồi chị làm chị đèn đây. Được chưa? Đấy, và chị làm tiếp cái bên này nữa. Trong lúc nó khô mình sẽ làm hai cái luôn. Mình thấy sẽ ăn được không? Ăn được đấy, ăn đi. Đấy, thấy chưa? Xuân rồi, cả cái này nữa. Rất là mềm. Ô, oh, trời, cái này chưa được. Cái này chưa được, cái này chưa được. Trong lúc đợi cái đấy thì chị sẽ khoan cái này nha. Khoan cái đấy hả? Ừ, mình phải khoan lỗ chứ. Này, cầm cẩn thận nhá. Chị làm mãi mới được đấy. Không, chị không làm cho nỗi đau đấy. Chị mà... phải làm cho em thêm một đôi nữa. Mà lần này nhá, nói trước nhá, là không được làm mất đâu. Làm mất là chị không làm cho em đâu đấy. Chị phải làm cho em một cái nữa. Một cái nữa để làm gì? Một chiếc, một đôi nữa. Đôi nữa để làm gì? Làm nắm thì để làm gì? Nào, xong rồi. Để em á, đi á, bán hàng. Ôi, đẹp thế. Đây, em vô đánh đá suốt rồi luôn, tụi nó chặt thua tôi gì cả. Đấy, được chưa? Nào, để Yên chị xem nào. Đấy, ôi, đẹp đấy. Đấy, thích chưa? Ôi, thích cực luôn, lấp la lấp lánh, sướng sướng không, sướng không? Sướng không, sướng? Làm cho em xem thêm đôi nhé. Trời, một đôi chưa đủ hay sao mà còn hai đôi? Nhưng mà trời, em làm gì? Vội bảo chị là có một đôi giờ này hai đôi. Thôi được rồi, đi ra. Trời ơi, tôi quá mất việc của con bé này luôn ý. Nãy giờ lại phải thêm đôi nữa này. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.